luôn chứ bộ. Rồi, hello, chào anh Hưng Thanos nha. Anh em mình đang có mặt ở sân vận động Bầu Thành. Mình quay lại cho Hưng Thanos với tính coi tí nha. Sân bóng rất là bự. Hai đường này vô. Rồi, trò chơi nữa. Lại có trò chơi nữa. Ở đây sân vận động mà làm như ở trong rừng, trong rú, cây cối tùm lum. Ở đây hay không? Đâu, ở đây trong sân vận động có xe lu, chắc ở trong đây dạy lái xe lu. Đó, xe vận động đây. Ồ, điện thoại mình hết pin à. Kêu. Ồ, ở đây có chó luôn. Bạc rê, đúng không ta? Thấy không, thấy không? Đây là sân Mỹ Đình. Cái gì? Sân Bảo Thành. Mỹ Đình bên. Sân Mỹ Đình luôn thì luôn. Sân vận động Mỹ Đình. Bên. Sân vận động Bảo Thành. Vô rồi, đi vô chơi. Rồi, đi vô chơi. Quá đã luôn. Nhìn bạnh không? Dài bóng đá nè. Dạ, cầu thủ nhí. Một bên cầu thủ nhí luôn. Dạ. Đã quá. Quá quá đã luôn. Ê, chơi đá banh không khóc nha. Quá chắc luôn. Xe. Quá chắc. Rồi, đóng cửa đầy đủ rồi đúng không? Ờ, có đường chạy đua nữa, đã không? Ê, mà đi sân vận động luôn á. Ờ, cắt đi, bước vô cho bạn này đã. Mẹ, nó chạy hết rồi. Thôi đã luôn, có. Đây là có thiệt hả cả. Có chưa chị qua. Có thiệt hả con? Ủa chị lên. Cái này là phải mang giày á. Trời ơi, cái cầu môn nó bự vậy hả? Ê, tí nữa cho ông làm thừa phụ hồn chứ. Ô, quá đặng. Quá đặng. Quá đạn. Wow, Hưng Thanos ơi. Ờ, cái sân này thiếu Hưng rồi. Cái sân này phải có Hưng Thanos nữa, đá nó mới đẳng cấp được. Mát, hôm nay thời tiết cũng mát nữa. Nóng. Nóng hả? Đó, kia là khán đài. Để xuống dưới đất coi. Ủa, cái này phân bối nhỏ. Ba miếng nữa, ba miếng. À, nó. Rồi, bye bye Hưng Thanos nha. Hẹn lần sau nha bye Hưng Thanos.